Hello cả nhà, người mà có quốc tịch Việt Nam thì sẽ được sở hữu vĩnh viễn bất động sản mới tại Úc. Hôm nay thì anh Nà giới thiệu cùng với cả nhà căn nhà song lập vừa mới được hoàn thành ở khu Newtown. Căn nhà này có diện tích đất là 124m², có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Căn nhà này nằm trên một con đường yên tĩnh ở khu Newtown, cách trạm xe lửa St. Peter 650m, cách con đường ăn uống ở khu King Street 10 phút đi bộ. Và bây giờ mời cả nhà cùng đi vào bên trong để tham quan căn nhà nhé. Căn nhà này được thiết kế là tường gạch, có một trệt một lầu. Ở tầng trệt sẽ có phòng khách, bếp và sân vườn ở phía sau. Và đây là phòng ngủ ở tầng trệt. Với thiết kế như kiểu nhà ống ở Việt Nam nhưng ở Úc thì phòng ngủ được đưa ra phía trước nhà, phòng khách và bếp được đưa ra phía sau nhà để kết hợp với sân vườn lấy ánh sáng và không khí. Ở tầng trệt còn có nhà vệ sinh được đặt ngay bên cạnh lối lên của cầu thang bộ. Bây giờ mình cùng lên trên lầu 1 để xem 3 phòng ngủ trên lầu 1 được thiết kế như thế nào nhé. Đây là phòng ngủ master ở trên lầu 1. Phòng ngủ này có một ban công nhìn xuống đường nên rất là thoáng mát. Với thiết kế tươi sáng, màu sắc trang nhã và đồng bộ, làm cho căn phòng trở nên rộng rãi. Tất cả các phòng đều được trải thảm và được lắp đặt hệ thống máy điều hòa và có luôn hệ thống tủ âm tường. Tất cả các phòng ngủ master đều có nhà vệ sinh riêng. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ master. Và bây giờ mình cùng đi tham quan hai phòng ngủ còn lại trên lầu nhé. Đây là phòng vệ sinh chung của hai phòng ngủ còn lại. Đây là thiết kế của phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1. Phòng ngủ thứ ba ở trên lầu 1 được thiết kế ở phía sau nhà nên tràn ngập ánh sáng và có rất nhiều cửa sổ. Như vậy là chúng ta vừa tham quan xong ở trên lầu 1, bây giờ chúng ta cùng xuống tầng trệt để tham quan phòng khách và bếp. Không gian của bếp thì rất là rộng rãi và hiện đại, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị của nhà bếp như bếp ga, máy hút mùi, lò nướng, máy rửa chén. Mặc dù là được thiết kế theo kiểu nhà ống như ở Việt Nam, nhưng không gian phòng khách và sân vườn được liên kết với nhau, tạo thành một không gian chung rộng rãi và thoáng mát. Như vậy là cả nhà vừa tham quan xong căn nhà song lập ở khu Newtown, có diện tích đất là 124m², có 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, đậu xe thì phía trước nhà. Căn nhà này có giá dao động từ 2 triệu đến 2,2 triệu đô la Úc. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà có nhu cầu đến Úc để tìm mua bất động sản, xin vui lòng liên hệ Việt Quốc Home, số điện thoại 0914 770675 gặp Anna Nguyễn. Xin cảm ơn.